Đây, một cái máy to khủng khiếp. Đây. Đây. Thì đây là cái máy Canon Pro 500. Pro 520, Pro 540. Thì nó là cái khổ in rất là bự. Cái khổ Pro 500 này thì nó thích hợp cho những cái studio nhỏ để in ảnh, khổ A2. Cái dòng Pro này á, nó chính là cái dòng chuyên dành cho nhiếp ảnh. Cho nên mọi người thấy là cái máy Canon này nó màu đen mà nó có cái viền đỏ. Nó giống như là cái viền đỏ mà ở trên những cái ống kính mà lens L của Canon vậy. Ý nó muốn nói tức là dành chuyên cho nhiếp ảnh. Thì cách đây mà chừng vài năm hả? Hay là chục năm gì đó thì Epson là cái chuẩn của in ấn cho nhiếp ảnh. Nhưng mà từ chục năm đổ lại đây thì máy in của Canon đã rất là tốt và nó đã thay đổi luôn một cái chất lượng của ngành công nghiệp hình ảnh. Thì bây giờ cái chuẩn của in ấn, mà nhất là những cái in ấn dành riêng cho nhiếp ảnh, thì nó chính là cái máy in full của Canon này. Và đây là một trong những cái đời máy của nó. Đây cũng là cái đời mới, nhưng mà cái khổ này là cái khổ A2 thôi. 520, 540 thì sẽ bự hơn, in được những cái khổ to hơn. Mình sẽ xem thử ha. Đây. Để coi. Bây giờ mình sẽ gắn thử cái hộp mực nó vào. Đây là cái máy in với 12 hộp mực. Việt Nam mình hay gọi là 12 màu. Thật ra ngoại trừ những cái màu sim quay cây thì nó sẽ có thêm những cái màu tạo cái độ chuyển. Một số cái màu đen khác nhau để cho cái sắc độ của nó được đa dạng hơn. Bây giờ mình sẽ cài thử vào ha. Wow, đây là mực mới ken chưa khui. Để coi coi. Bây giờ nặng quá. PC là cái gì? Chữ P là cái gì? Photo Science. Khui luôn. Ui. Rồi, một hộp. Màu M là magenta. Đây là magenta. Magenta. Đây, cái mặt nó dày, chỉ việc cắm vô thôi. Ok. Màu yellow. CO là màu gì? CO là Chroma Optimizer. Lúc trước mà mình xài những cái hộp mực mà in 6 màu, 8 màu á, thì thông thường á, có một số cái màu đen, tức là chỉ in được cho giấy matte, hoặc là một số màu đen in được cho cái giấy luster thôi, tức là giấy bóng hoặc giấy nhám, thì sẽ phải xài hai cái hộp mực khác nhau. Mỗi lần mà muốn in qua lại giấy khác nhau là phải thay cái hộp mực khác nhau. Còn bây giờ với cái máy 12 màu như vậy thì vẫn có màu dành cho photo black, vẫn có màu dành cho matte black, cho nên là giấy gì in vô cũng được. Rất là tiện. Lâu nay mà trong cái lớp Photoshop của mình á, cái buổi cuối cùng á, sau khi mà học xong cái phần về color management đó, tức là phần quản lý màu sắc á, thì mình cũng hay khuyên những ai mà muốn improve hơn ở trong Photoshop thì nên có một cái máy in. Thật sự mà nói, nếu như mọi người không có cái máy in, mọi người xử lý hình ảnh ở trên máy tính, cho dù tự tin với khả năng Photoshop mình cách mấy, nhưng mà chắc chắn khi mà in ra sẽ có những cái khuyết điểm mà ở trên máy tính mình không thấy. Cái chuẩn của hình ảnh nó phải là một cái photograph, một cái bản in ra. Cho nên ví dụ như mỗi lần mà mình làm retouch hình ảnh cho quảng cáo đi, thì mỗi một lần mình retouch xong, ví dụ như mình làm da xong, hoặc mình chỉnh màu sắc xong, chỉnh sáng xong, thông thường mình đều in ra hết. Bởi vì chỉ có cái bản in ra nó mới phản ánh đúng được tất cả những cái độ chuyển của màu sắc, chứ nó không còn bị đánh lừa bởi cái màn hình của mình. Nhiều người tự tin vô khả năng Photoshop của mình, tới lúc mà in tấm hình ra thấy chay chát tùm lum tùm la. Nhiều người nghĩ là mình retouch rất là giỏi, retouch xong rồi, tới lúc mà in ra thì cảm thấy là nó nổ màu trên mặt người mẫu, hay là chỗ này bị đỏ, chỗ kia nó bị vàng, nó bị nổi ửng lên. Những cái đó là những cái mà đôi lúc cái màn hình của mình nó đánh lừa, nó làm cho mình không để ý tới, mình không thấy tới. Thì cái máy in là một cái thực sự rất là quan trọng đối với những người mà
phải gọi là làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Đối với là những người mà chụp cưới đi thì những cái nhà in hàng đầu hiện nay thì trong cái quá trình mà họ in những cái hình file mà anh file album cho mọi người á, mọi người hay in cuốn mà hình chữ nhật hay hình vuông 30x30 gì đó, thì rất là nhiều cái nhà in hàng đầu bây giờ họ cũng đã sử dụng cái máy Canon Pro 500 này rồi. Mình biết vài cái nhà in sử dụng máy Canon Pro 500, thậm chí là sử dụng nguyên một cái hệ thống luôn, Pro 500, 520, 540 là những cái máy khổ lớn hơn. Cái hệ thống mà máy in hiện thời buổi bây giờ thì hầu như nó không còn cái chuyện là bị bay màu, bị phai màu nữa. Nếu như mà mình sử dụng đúng giấy, sử dụng đúng mực chính hãng thì tất cả những vấn đề về in ấn đó mình đã có cái video trước, khi mà mình review cái những cái loại những cái vấn đề đó thì mình đã nói ở cái video trước, cái video mà cái gì đó phân biệt giữa máy in phun với máy in lab đó, rồi cái video review nhà in Rinplus thì mọi người xem lại những video đó mọi người sẽ thấy, tức là nó cái bản chất của những cái máy in này nó như thế nào và công nghệ của nó hiện nay nó đã tiên tiến tới mức độ nào. Thường thường á, những cái hãng mà làm giấy in á, họ hay lúc trước á, thì họ hay đánh dấu sao. Ủa sao cái này không có dấu sao ta? Cái này chắc loại you everyday, không phải là dành cho chuyên nghiệp cho nên nó không đánh dấu sao. Những cái loại giấy mà chuyên nghiệp á, đây, thì thường thường là nó sẽ đánh dấu sao như vậy. Ví dụ như một sao thì là mỏng, thì là chất lượng như thế nào, hai sao thì sao, có độ bóng hay không, ba sao thì sao, bốn sao thì sao, năm sao thì như thế nào. Năm sao là ví dụ như nó sẽ là cái dấu tay của mình sẽ không bị ịn lên cái hình, cái tay mình có bấm lên trên cái hình hay là cầm lên cái hình thì nó không bị lưu cái dấu tay lại, thì nó tùy theo cái độ phủ của cái loại giấy. Cái hộp này nó là 100 tờ, cái hộp này thì mình mua bên Mỹ, cái loại giấy này thì giấy cũ rồi. Ở bên Mỹ thì mình cứ hay đi vô mấy cái cửa hàng mà từ thiện, tức là nhà người ta cần thanh lý đồ hay cái gì đó là người ta cứ quăng vô mấy cái tiệm đó, thì mình vô đó rất là nhiều cái hộp giấy in. Giấy in mà 100 tấm như vậy mình mua có nhiêu, 2 đô 100 tấm, giá mới nhiêu mình không biết. Đây, còn cái giấy này thì giấy được tặng. Ok. Mình cũng còn nhiều có loại giấy in khác, khổ khác nữa. Nhưng mà để lấy cái giấy cũ này để in in nháp thử coi. Rồi, mọi người để ý một cái nha. Tức là lâu nay á, nhiều người mua máy in về mà cứ vật lộn cho nó hoặc thấy nó in ra không đúng á, là tại vì cái đơn vị mình xài với là đơn vị của tụi Mỹ khác, đơn vị châu Âu với tụi Mỹ nó cũng khác luôn. Ví dụ như đây là tờ giấy, mọi người nhìn vào cứ nghĩ là đây là giấy A4, nhưng mà thật ra đây không phải là A4 ha. Đôi lúc cái máy in nếu mình chọn A4 nó sẽ in dư thiếu tùm lum hết, bởi vì cái tỷ lệ của size A4 nó khác. Đây là giấy, nó gọi là cái khổ letter nha. Nha, đây letter đây. Tức là 8 inch rưỡi nhân cho 11 inch. Thì ở đây mặc dù nó có A4, mặc dù ở trên đây nó có cái dấu là A4, nhưng mà mình sẽ không chọn A4, mình sẽ chọn cái letter là một. Mình sẽ chọn cái loại giấy cho nó. Cái gì, loại giấy này là glossy. Giấy này cũ không biết còn không nữa đây. Photo paper glossy. Glossy. Plus glossy 2 hả? Tức là cái loại giấy xịn hơn. Glossy 2 là giấy xịn hơn, thôi được rồi. Quốc đại cái glossy này đi. Ok, bây giờ mình sẽ in test thử với cái máy này. Sẵn đây mình cũng sẽ hướng dẫn cho một số người hiểu về cái color management mà khi mình in trên máy như thế nào. Đầu tiên á, là cái máy này thì mình sẽ kết nối nó với là cái mạng wifi. Mình chỉ việc vào cái mạng LAN, mình chọn cái wifi của mình và điền password vào, thì hệ cái máy tính với là cái máy in này vào cùng một cái mạng thì cái máy tính mình nó sẽ tự động nó nhận ha. Rồi bây giờ mình sẽ in thử một vài tấm. Ok, đầu tiên thì mình sẽ mở một cái file Photoshop này lên, và cái màn hình của mình là cái màn hình mà lúc trước mình đã cân màu rồi. Tuy nhiên nếu như mọi người mà chưa cân màu màn hình thì theo mình nghĩ nha, thật sự theo mình nghĩ nha, nếu mọi người đã xài máy Mac, điều đó nó không quá quan trọng đâu. Bởi vì nếu như mà cân màu thì phải hiểu là mình đang cân so với cái gì, cân cho chuẩn thì như thế nào là chuẩn, cái máy mình chuẩn hay máy người khác chuẩn. Bản thân mình chỉ cân cho nó chuẩn là làm sao để khi mà in ra cái bản in của mình chuẩn thôi. Thì cái vấn đề này thì trong cái lớp Photoshop mình có hướng dẫn rất là kỹ. Ở đây mình chỉ lướt sơ qua, mình chỉ nói khi cái máy mình đã kết nối với cái máy in và mình muốn coi cái máy in, những cái gì mình in ra nó như thế nào, thì thông thường mình sẽ vào cái phần này,
đó chính là vào một view. Rồi mình sẽ vào trong cái phần mà group setup. Ok, group này là gì? Là giống như là cái mặt nạ cho mình thấy, tức là những cái gì mình in ra. Thì trong mình chọn cái, nó chọn device to simulate, tức là một cái thiết bị để mà giả lập cái màn hình, mình sẽ giả lập cái thiết bị đó. Thì mình sẽ chọn ngay cái máy in này. Thì cái máy in này là cái máy in Canon Pro 500 hoặc là Pro 1000 thì nó là một thôi, cái thị trường khác nhau, đặt tên khác nhau. Rồi mình sẽ chọn cho nó cái loại giấy mà mình nhét vào cái máy in. Cho nên là lâu nay nhiều người mà cứ hay in ấn mà cứ nói là in ra nó không giống, là mình không biết là mọi người chọn cái máy in gì, bởi vì mỗi một cái loại giấy in khác nhau chắc chắn màu sắc nó sẽ ra khác nhau hơn. Ở đây mình muốn làm chủ hoàn toàn cho nên mình sẽ chọn đúng cái giấy in mà mình in ra. Cái giấy in này của mình thì nó là đời cũ rồi, trên đây nó không có, nhưng mà chắc nó cũng sẽ là cỡ chừng semi gloss thôi. Chọn thử cái semi gloss này đi. Rồi ở đây là relative cũng được. Ok, rồi thì sau khi mình chọn xong cái group setup cho nó, thì lúc đó cái phần group color này nó sẽ tự động nó check, có nghĩa là những cái gì mình đang thấy ở đây chính là những cái mình in ra. Mình tắt cái này đi nè. Mọi người thấy đây là cái màu rất là rực, và đây chính là cái màu của màn hình, còn đây chính là cái màu của tờ giấy khi mà mình in ra ha. Rồi ở đây mọi người cũng có thể bật luôn cái display, bật luôn cái này cho mọi người thấy ha. Đây đây là cái phần mà hiển thị cái tờ giấy. Rồi vậy thì bây giờ nếu như mình muốn chỉnh bất cứ cái gì, màu sắc gì đó, mình cứ việc chỉnh trên cái phần group setup này. Bởi vì đây sẽ là những cái mà mình sẽ in ra. Rồi thêm một, sau đó bây giờ mình sẽ in. Mình in thì chỉ việc bấm control B phở là bấm in thôi. Bấm phím tắt cũng được. Rồi bấm in. Ở đây thứ nhất mình sẽ chọn cái máy in của mình. Khi mà cái máy in này nó đã kết nối vô cái mạng wifi của mình rồi thì chắc chắn nó sẽ nằm trong đây luôn. Đây là Canon Pro 500. Ok, chọn cái tỷ lệ cho nó. Một cái phần quan trọng đó chính là cái phần mà color handling. Thì cái phần color handling này nè, mình sẽ luôn luôn mình chọn cái Photoshop nha, manage color nha. Mình sẽ không bao giờ mình chọn cái printer manage color hết. Tức là nếu như mình chọn cái printer manage color có nghĩa là cái máy in này nó sẽ tự động nó quyết định màu sắc. Mình thì mình không thích vậy. Mình muốn cái Photoshop này nó quyết định màu sắc, bởi vì mình hiểu rõ mình đang làm cái gì. Đây, ở đây profile printer, chọn cái profile cho nó. Rồi chọn profile cho nó. Thôi mình chọn semi gloss luôn đi. Rồi đây mình chọn profile cho nó. Ở đây hả? Perceptual cũng được. Rồi scale to fit image. Ok, rồi sau khi mình chọn những cái phần ở bên ngoài này rồi, lúc đó mình sẽ vào cái phần print setting này để mình coi nó, tất cả mọi thứ nó có ok không. Trong phần print setting này, đầu tiên là mình sẽ chọn quality media, mình sẽ chọn đây là US letter bụp. Có border hay không, hay không có border. Ở đây chọn khỏi border đi. Rồi ở đây chọn loại giấy. Ở đây là chọn cái hộp hộp học giấy. Ví dụ như cái máy in này sẽ có hai hộp, một hộp phía sau, một hộp phía trên. Mình sẽ chọn cái hộp phía trên. Chất lượng in, chọn chất lượng cao nhất thì nó sẽ in lâu hơn nhưng mà hình đẹp hơn. Ok, chơi luôn. Chọn black and white thì in cái này. Rồi xong. Sau đó còn cái gì nữa? Mấy cái này hơi không quan trọng lắm. Tạm thời như vậy, bấm save. Rồi bây giờ mình sẽ in thôi. Bụp. Ok, thì mình đang in cái tấm hình của mình. Thì bình thường á, nếu như cái nắp này mà phải đậy lại thì nó mới chịu in. Mở ra tự động nó pause, nó ngưng lại. Thì nó có một cái nút ở đây, tức là mỗi lần cái máy này nó dọc xuống thì cái máy nó biết, tức là cái máy in nó biết là mình đang đẩy cái nắp, thì mình muốn mở ra để mình muốn coi cái đầu mực nó chạy á, cho nên mình mới lấy cái đuôi mắt kiến là mình chọt vô cái lỗ này để mình có thể quan sát được trong cái lúc nó in. Rất là giống, màu đỏ màu xanh lên giống. Đây màu cyan cũng rất là tốt. Màu cyan cũng rất là chính xác. Màu vàng, những cái chức năng mà in theo, in một cái cuộn khổ dài bao nhiêu thì dài á, thì những cái đó thì chắc chắn là không phải là cái mặc định của máy rồi, nhưng mà không phải là mặc định của, hình như là không phải là mặc định của dòng máy này, chỉ có 520, 540 có thôi. Hiện nay á, ở bên Lê Bảo Minh
Theo như mình biết là bên Lê Bảo Minh cũng đã có cái bộ mà tiếp đầu mực, nó sẽ chuyển những cái hệ thống bình mực lớn ở ngoài để khỏi phải mua từng cái hộp mực nhỏ nhỏ như hồi nãy nữa. Cái đó thì để cho in cái số lượng lớn hơn. Đây thì mọi người thấy đây là cái phần bên trong nè, chính là cái khổ A3. Còn cái này nó chính là cái khổ mà A3 Plus, tức là A3 cộng. Ở đây thì mình không có tờ A2 nữa hết, để mai mình kiếm mấy tờ A2 về in thử. Đây, màu sắc bản in y chang nhau. Rồi mọi người xem thử chi tiết. Rất là đã. Đây mình vừa in thử với là cái giấy Photo Paper Pro Luster. Thì cái luster này nó sẽ hơi nhám nhám, nó sẽ hơi mịn mịn, tức là nó giống như là có cái lớp giống như in lụa vậy. Đây, cái này thì không có chói. Với những cái dạng hình như vậy thì đáng lẽ nên in một cái khổ bự hơn cái chừng mét 2, nhưng mà ở đây cái máy này chỉ in được A2 thôi, mình in cái hình này. Mình có thể xem thử chi tiết. Trên cái máy in này thì mình đang in thử cái hình của anh Tính. Cái hình này thì có nhiều sắc độ màu đỏ, nhìn rất là đã. Những cái màu đỏ, những cái màu magenta như vậy rất là khó lên, thì cái này nó lên được gần như là y chang. Đây, màn hình nè. Đây, tỷ này nó tối, cái màn hình này nó sáng. Đây, chỗ này tối quá. Những cái sắc độ nè, đỏ magenta nè. Đây là những cái màu, những cái sắc độ chỗ này, những cái mà rất là khó lên, thì bây giờ nó lên rất là đẹp. Những cái hình như vậy là cái hình mình chụp với Canon USRP. Và cái màu môi này là cái màu nó hơi hồng hồng tím tím, nó hơi đỏ đỏ tím tím. Đây là những cái màu rất là khó để in đúng được. Thì cái này in ra hầu như là rất là chính xác. Ok, nãy giờ mình in cũng một mớ rồi. Bây giờ mình sẽ thử mình in với là cái điện thoại này. Đầu tiên là mình sẽ cài cái app là Canon Print. Sau đó mình sẽ chọn những cái hình nào mình chụp với iPhone. Để coi coi, chọn hình gì vậy ta. Cái size này mình đang chọn là A4. Cái tờ giấy này là tờ giấy đúng khổ A4. Để cho anh mượn cái bao coi. Tờ này tờ đúng khổ A4 nha, chứ không phải là letter của theo cái size US letter của Mỹ đó nha. Đây là đúng A4 nha. Cái tờ này thì tờ của Lê Bảo Minh ở Việt Nam bán, cho nên là dành cho thị trường Việt Nam, cho nên nó sẽ dùng đúng ngay cái mã là A4. Bây giờ mình sẽ in ngay size A4. iPhone lên đẹp quá trời. Ui, có gì ngang. Đây, in bằng Canon đẹp không? Tối không? Đây tối quá. Đây, in bằng Canon Pro 500. Những cái màu này, những màu cực kỳ khó in, những màu tím, những màu magenta, những màu xanh như vậy là những màu rất là khó in. Thì mình muốn in thử coi nó như thế nào. Chết ba nhắn mẹ rồi. Ôi, được rồi. Quá đẹp. Để cứng một cái, nhăn một cái rồi sót quá.